Xin chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Israel không úp mở về đòn tấn công trên bộ, Hezbollah chuẩn bị đối đầu đẫm máu. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Israel chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon nhằm vào Hezbollah, một động thái có thể tạo ra những biến chuyển lớn trong khu vực. Tư lệnh quân đội Israel Hezi Halevi không giấu giếm ý định này khi thông báo rằng cuộc không kích ồ ạt vào Hezbollah chính là tiền đề cho việc đưa quân vào lãnh thổ Lebanon. Trong chuyến thăm biên giới phía Bắc Israel ngày 25 tháng 9, ông Halevi đã nhấn mạnh với các binh sĩ, mọi người có thể nghe thấy tiếng máy bay phản lực, và đây chính là dấu hiệu cho một đợt tấn công mà chúng ta đã chuẩn bị suốt thời gian qua. Mục tiêu chính của chiến dịch này không chỉ làm suy yếu sức mạnh của Hezbollah, mà còn giúp hàng chục ngàn người Israel hiện đang phải lánh nạn trở về quê hương an toàn. Ông Halevi khẳng định, chúng tôi sẽ tiến vào những ngôi làng mà Hezbollah đã biến thành tiền đồn quân sự. Đây sẽ là cơ hội để họ thấy rõ sức mạnh và kỹ năng của một quân đội chuyên nghiệp. Phát biểu này của ông như một hồi chuông báo động cho Hezbollah, cho thấy cuộc chiến sắp tới sẽ không dễ dàng cho lực lượng này. Trước đó, Thiếu tướng Uri Godin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel, cũng đã nhấn mạnh rằng Israel đã bước vào một giai đoạn mới trong cuộc xung đột, yêu cầu binh sĩ sẵn sàng cho những hành động quyết liệt. Ngày 25 tháng 9, các cuộc không kích đã cướp đi sinh mạng hơn 50 người Lebanon, theo thông tin từ Bộ trưởng Y tế Lebanon, Firas Abiad. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã tấn công 70 mục tiêu của Hezbollah, tập trung vào các cơ sở tình báo, bệ phóng và kho vũ khí. Theo đánh giá, động thái này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng thu thập thông tin và phối hợp của Hezbollah. Bản đồ các khu vực bị tấn công cho thấy sự tập trung vào miền nam Lebanon và thung lũng Beka, làm cho mạng lưới tình báo của Hezbollah thêm điều đứng. Với việc huy động thêm hai lữ đoàn dự bị đến biên giới phía Bắc, IDF khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực chống lại Hezbollah để bảo vệ người dân Israel và tạo điều kiện cho những ai phải lánh nạn trở về an toàn. Khi nhóm phóng viên BBC đến một thị trấn biên giới của Israel, quân đội cho biết các thành viên Hezbollah đã rút xa khỏi biên giới, đến những vị trí an toàn hơn phía bắc sông Litani. Trong khi mọi dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công quy mô lớn sắp xảy ra, thì tình hình khu vực vẫn đang ở trong trạng thái trực chờ, tạo nên bầu không khí căng thẳng và bất ổn. Cuộc không kích chấn động của Israel gây ra vụ nổ khủng khiếp ở Lebanon. Một vụ nổ khủng khiếp đã rung chuyển Sadiyat, Lebanon, khi cuộc không kích của Israel nhắm vào một tòa nhà tình nghi chứa kho vũ khí của Hezbollah ngay phía nam thủ đô Beirut. Video giám sát ghi lại cảnh tượng hoành tráng và tàn khốc, cho thấy sức mạnh hủy diệt của cuộc tấn công. Kể từ ngày 23 tháng 9, Israel đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào khoảng 1.500 mục tiêu của Hezbollah trên khắp Lebanon. Theo thông tin từ quân đội Israel, họ đã nhắm vào khoảng 400 bệ phóng tên lửa tầm trung, 70 kho vũ khí và 80 máy bay không người lái cùng tên lửa hành trình, với sự tham gia của hơn 250 máy bay chiến đấu, thả gần 2.000 quả đạn. Mục tiêu chủ yếu là những ngôi nhà, nơi Hezbollah cất giấu đạn dược, khiến nhiều khu vực trở thành đống đổ nát. Lực lượng phòng vệ Israel IDF khẳng định rằng cuộc tấn công này không chỉ nhằm phá hủy năng lực tác chiến của Hezbollah, mà còn thay đổi cục diện an ninh ở miền Bắc Israel. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bouhabib đã bày tỏ sự thất vọng về bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng hiện tại. Ông cho rằng tuyên bố của ông Biden không mạnh mẽ, không hứa hẹn và sẽ không giải quyết vấn đề. Dù vậy, ông Bouhabib vẫn hy vọng Washington sẽ can thiệp để tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông. Thủ tướng Lebanon dự kiến sẽ gặp các quan chức Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về tình hình. Trong khi Israel mong muốn một giải pháp ngoại giao để đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới, phía Hezbollah lại tuyên bố chỉ muốn tránh xung đột toàn diện, nhấn mạnh rằng chỉ có chấm dứt xung đột ở Gaza mới có thể giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Các nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian hiện đang rơi vào bế tắc sau nhiều tháng đàm phán không thành công. Sự căng thẳng tiếp tục leo thang, tạo nên một bầu không khí bất ổn không thể đoán trước. Vén màn lý do Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban.
Theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Israel đã đánh giá rằng các biện pháp ngoại giao và những lựa chọn khác không còn đủ hiệu quả để ngăn chặn hỏa lực của Hezbollah, dẫn đến việc xem xét các hành động quân sự sẽ phải mạnh mẽ hơn. Theo đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 25 tháng 9 thông báo sẽ huy động lại hai lữ đoàn dự bị nhằm tăng cường các hoạt động quân sự ở miền Bắc, đặc biệt là để chống Hezbollah. Động thái này được đưa ra sau khi IDF đánh giá tình hình và cho thấy leo thang trong căng thẳng với Hezbollah. Việc sử dụng các lữ đoàn dự bị sẽ giúp Israel duy trì chiến dịch quân sự đang diễn ra, đồng thời đảm bảo an toàn cho cư dân miền Bắc trong bối cảnh xung đột leo thang. Ngay sau thông báo, IDF đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hơn 60 mục tiêu của Hezbollah, bao gồm các cơ sở tình báo mà phong trào này sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động quân sự của Israel ở miền Bắc. Thiếu tướng Uri Godon, tư lệnh khu vực miền Bắc của IDF, đã nhấn mạnh rằng quân đội Israel cần sẵn sàng cho mọi tình huống, bao gồm cả khả năng tấn công trên bộ vào Liban nếu cần thiết. Với những bước chuẩn bị này, Israel có thể đang hướng tới các biện pháp quân sự mạnh mẽ hơn trong cuộc đối đầu với Hezbollah. Cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah vốn đã leo thang trong thời gian gần đây. Chính vì vậy, để giành được lợi thế, cả hai bên đều phải liên tục đưa ra những chiến lược riêng để phản công cũng như kìm hãm sức mạnh của đối phương. Và chiến dịch quân sự trên của Israel ở Liban cũng không nằm ngoài một trong những lý do sau. Thứ nhất, liệu rằng Israel đã cạn kiệt các lựa chọn? Có thể đây là một trong những lý do chính khiến Israel có thể tiến hành chiến dịch quân sự trên bộ, là vì các phương án khác nhằm đối phó với hỏa lực của Hezbollah đang dần bị cạn kiệt. Israel đã phải đối mặt với các cuộc tấn công tên lửa từ phía Hezbollah trong suốt thời gian giao tranh ở Gaza, và các phương án phi quân sự hoặc pháo kích cũng như tấn công không quân có vẻ không đủ để ngăn chặn hoàn toàn các cuộc tấn công từ phong trào này. Điều đó buộc Israel phải xem xét việc tiến vào miền nam Liban nhằm mục đích vô hiệu hóa các bệ phóng tên lửa của Hezbollah. Thứ hai, Hezbollah đang suy yếu. Sau những đợt không kích dữ dội của Israel vào Hezbollah đã khiến Hezbollah suy giảm đáng kể sức lực. Điều này giúp những rủi ro khi đối đầu trực tiếp với Hezbollah hiện nay cũng thấp hơn nhiều so với một tuần trước. Thứ ba, thời gian cho các giải pháp ngoại giao đã hết. Israel cũng đã để Mỹ và cộng đồng quốc tế cơ hội sử dụng biện pháp ngoại giao với Hezbollah trong suốt 11 tháng qua, nhưng không có kết quả. Điều này làm giảm khả năng Mỹ tiếp tục gây áp lực, buộc Israel giữ vững lập trường mềm mỏng, mở ra không gian cho hành động quân sự mạnh tay hơn từ phía Israel. Việc Washington không đạt được kết quả đáng kể trong các nỗ lực ngoại giao khiến cho Israel ít phải lo ngại về phản ứng của Mỹ nếu họ quyết định tấn công Liban. Thứ tư, mục tiêu của chiến dịch trên bộ. Nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, khả năng cao là IDF sẽ tập trung vào khu vực an ninh ở miền nam Liban. Điều này giúp loại bỏ hỏa lực tên lửa tầm ngắn của Hezbollah, đồng thời có thể dùng khu vực này như một con bài mặc cả nhằm ép Hezbollah tránh xa các khu vực chiến lược. Chiến dịch quân sự của Israel không nhất thiết phải mở rộng ra toàn bộ Liban, trừ khi Hezbollah tấn công mạnh mẽ vào sâu bên trong lãnh thổ Israel với tên lửa tầm xa. Về thời điểm có thể xảy ra chiến dịch trên bộ, các sự kiện gần đây, đặc biệt là việc IDF huy động thêm hai lữ đoàn dự bị, cho thấy Israel có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong thời gian ngắn tới. Kế hoạch ban đầu của Israel có thể đã hướng đến hoàn thành chiến dịch trước tháng 11 năm nay để tránh mùa đông khắc nghiệt ở Liban, nhưng tình hình đang diễn biến nhanh chóng và đẩy nhanh thời gian thực hiện. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng IDF không có ý định chiếm đóng lâu dài Liban như đã từng làm với Gaza. Điều này là không khả thi về mặt quân sự, ngoại giao và kinh tế. Do đó, Israel vẫn sẽ phải đối mặt với câu hỏi về một thỏa thuận với Hezbollah sau chiến dịch. Vấn đề nằm ở việc khi nào và theo điều kiện của ai mà thỏa thuận này sẽ được đưa ra. Một câu hỏi khác đang đặt ra cho Israel là liệu họ có thể tách biệt giữa Hezbollah và Hamas hay không? Hay liệu sức mạnh quân sự của Hezbollah sẽ buộc Israel phải xem xét việc ký kết một thỏa thuận với cả hai nhóm vũ trang trên để chấm dứt mối đe dọa ở miền Bắc nước này? Hezbollah hiện đang sở hữu một kho tên lửa khổng lồ, và ngay cả khi bị đánh bại phần lớn, họ vẫn có khả năng gây tổn thất nặng nề cho Israel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.